rồi đấy, bà nhìn nè, toàn bộ tổn thương của bà đỡ rồi đúng không? Thế không? Đến bác sĩ thấy nó khác không? Bác sĩ thì nó tuyệt vời. Thế mà bà cứ ở nhà. Mới đầu là em thấy nó hơi bị nẻ một tí rồi em tưởng là nó nẻ. Em bôi thuốc nẻ nó dần dần nó bị vậy nhưng mà ngứa lắm ạ. Ừ. Em bôi thuốc nẻ là em bôi thuốc gì? À, em hiểu thuốc là có cái thuốc gì họ dịu là mê để bôi nhưng mà chứ là em ra hiệu thuốc em mua đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Đầu tiên của em chỉ là cái vết ở da em nó khô khô nó nẻ ra đúng không? Và nó mọc cái mụn. Mụn nước. Dạ vâng ạ. Bây giờ nó cho nó ra nước như vậy. Bây giờ anh ngửi thấy cái mùi nó tanh ở một này em này. Thứ hai là toàn bộ cái đầu ngón tay của em á, nó đều bị gọi là lét rồi, lửa lét rồi em ạ. Nha. Em thấy đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm? 80-90%. Bao nhiêu? 80-90%. 80-90% á. Thế đợt trước em điều trị ở đâu mà không đỡ nhỉ? Cho em điều trị ở đâu mà. Ừ, nhưng mà em để. Đấy thấy chưa? Ra hàng mua nó, em kéo thử cái này này xem. Của em nó gần trở về như bình thường rồi. Bây giờ trông nó chỉ hơi đỏ 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 một chút xíu thôi. Em ngửa lòng bàn tay xem nào. Lòng bàn tay thì không sao đúng không? Em úp tay xuống xem nào. Nó đỡ hoàn toàn rồi. Một tháng thì anh nghĩ chắc nó trở về bình thường thôi. Sau với tay anh thì chắc là gần được bằng tay anh rồi. Đây này, hầu như chỉ có bị mỗi từ mắt em hôm qua hôm kia là chạy như kiểu cả vào mắt, xong rồi lên trên mi mắt, rồi xong rồi xuống dưới cổ. Đúng rồi. Cháu được mấy gọi là cháu được tháng 2 tháng một tuần. 2 tháng một tuần. Cái này nó gọi là cháu nó bị viêm da cơ địa nhé chị nhé. Viêm da cơ địa khá là nặng đấy. Cái viêm da cơ địa này ở trên mắt của em bé đấy thì nó là người ta có thể gọi là tràm sữa, gọi là tràm sữa. Nhưng thực ra nó là viêm da cơ địa. Và cái viêm da cơ địa này thì nó có tính chất gia đình, tức là nó có tính chất gia đình, tức là di truyền từ mẹ, bố mẹ sang con. Và cái bệnh lý này thứ nhất là chị không được tắm lá cây cho nó, hiểu không? Không tắm lá cây, không được trà sát những cái lá cây rồi những cái đông y đông nhất lên mặt của nó nha. Thứ nữa là gì, bé nó phải có một cái xà phòng tắm riêng để nó bảo vệ cái da của bé, đúng không? Thứ hai nữa là gì, em bé cần phải được bôi kem dưỡng ẩm và bôi các loại thuốc để phục hồi cái da này. Ok đấy, đỡ hẳn rồi này, và trắng trẻo xinh xắn rồi này.